Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại mình đang có mặt tại quảng trường cửa khẩu Thiên Bảo, huyện Malifaux, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hôm nay chúng ta cùng nhau đi khám phá cửa khẩu Thiên Bảo vào buổi tối, xem đời sống người dân ở bên Trung Quốc hoạt động như nào các bạn nhé. Và quan trọng nhất đó chính là hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một món ẩm thực của Trung Quốc rất là ngon. Tí nữa mình sẽ bật mí cho các bạn sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá xung quanh quảng trường Thiên Bảo đã. Ok, let's go đi thôi. Ở đây thì do máy của mình nó hơi tối một chút các bạn ạ. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Ở đây mọi người đang tập thể dục rất là vui. Đời sống hàng ngày của người dân Trung Quốc như thế này các bạn ạ. Kia chắc chắn là loa kẹo kéo rồi. Đây, một vòng xung quanh cửa khẩu Thiên Bảo. Ở phía bên kia là khu mua những các đồ trang trí rồi là đồ lưu niệm ở bên Trung Quốc. Buổi sáng mình đã quay cho các bạn xem rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống phía dưới này và bắt đầu đi sẽ trải nghiệm cái món ẩm thực ở bên Trung Quốc nhé. Hôm nay mình đang đi thì vào đúng lúc người dân cũng không được đông lắm. Không phải vào ngày Quốc Khánh cách đây mấy ngày thì mọi người tập trung ra quảng trường rất là đông. Rất là tiếc khi không được trải nghiệm vào cái ngày Quốc Khánh của Trung Quốc. Một cái ngày lễ rất là lớn đối với người dân Trung Quốc. Cũng giống như ở ngày Quốc Khánh của Việt Nam chúng ta. Đó. Này, các cặp gia đình bên Trung Quốc dẫn con cái đi sang quảng trường chơi. Đó. Nhưng mình nhìn thấy cũng giống đời thường của đời sống Việt Nam chúng ta. Ban ngày đi làm, buổi tối thì bắt đầu đi chơi, ra hóng gió. Ở bên này các bác thì chơi bài này. Không giống Việt Nam chúng ta, bình thường thì mọi người hay ở đây chơi cờ. Bên kia hai bàn chơi bài. Không biết bài gì đây, có gì mờ ám ở đây không? Đây có xe đạp ba bánh rất là hay các bạn ạ. Xe này 1.000.000 ông ơi. Nhìn hay nhỉ. Mình sẽ vào quán điện thoại này và mời anh chủ quán ở trong điện thoại này đi cùng trải nghiệm cái món ẩm thực bên Trung Quốc cùng với mình. Đây chính là anh chủ quán cùng anh nhân viên. Anh em sẽ bắt đầu đi ăn. Đây là đường phố Trung Quốc các bạn ạ. Đây có rất là nhiều quán xá. Mọi người đang cũng vào giờ đi ăn, giờ đi nhậu nhẹt đây. Đây, cái món hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là lẩu ngựa. Phải lẩu ngựa không à, Tú nhỉ? À, lẩu bò. Món rất là nổi tiếng ở Trung Quốc. Quán này cũng là cái quán đông khách nhất, nổi tiếng nhất ở chỗ cửa khẩu Thiên Bảo đây. Mỗi ngày mổ một con bò. Ở đây mỗi ngày mổ một con bò không? Đây, bạn xem này, bò tươi sống luôn nhá. Rất là ngon. Đó. Wow. Một con dao này như ở dao quân đội ấy nhỉ. Được đấy, của nó đấy. Dao này xẻo thịt bò thì còn gì bằng nữa đúng không? Đây, ở đây thì cái đặc điểm của món lẩu bò này thì ông biết là có cái gì không? Luộc, tất cả thịt bò đều được luộc chín hết. Được luộc chín hết. Xong bắt đầu mới cho nồi đúng không? Thì ở đây có nghĩa là bò đã được làm chín hết rồi các bạn. Thì bắt đầu mới cho vào nồi. Quán này rất là đông, ra vào cũng nườm nượp các bạn ạ. Cứ bàn ra rồi là bàn lại vào. Còn là ngồi ở ngoài nữa. Có vẻ rất là ngon đây. Đây hầu như người dân Trung Quốc rất thích ăn lẩu bò ở quán này. Bây giờ bắt đầu mình sẽ ra gọi món. Bây giờ mình gọi món kiểu gì ấy, Tú ơi? Có đúng cái đồ lẩu đấy thôi. Một cân thịt lên xong là ăn thôi. Thêm rau nữa. Thế bình thường mình ăn bằng này người khoảng bao nhiêu cân đủ? Cái này cũng không biết được nữa. Mỗi người sẽ rơi vào khoảng độ 9 thì tầm khoảng độ 2 lạng này đấy là cũng nhiều đấy. Vì sẽ không ăn được nhiều. Ok. Ở đây sẽ có, đây là nồi nước dùng đúng không? Em là người Việt Nam à? Em là Việt Nam. Sang bên này lâu, làm lâu chưa em? Em là Việt Nam. Ừ.
Đây mình sang bên này. Quay ở đây có rất là nhiều loại rượu ngâm thuốc các bạn nhé. Này, mình không rõ rượu này rượu gì nữa. Mình không sành về rượu cho lắm. Hình như là anh em mình sẽ phải lên trên tầng các bạn ạ. Sao bây giờ đi lên trên tầng à? Lên lầu 2 đúng không? Đi. Đây, anh em mình sẽ lên trên tầng nhé. Bia Trung Quốc nhiều chưa? Wow, lên trên này cái tầm view mình nghĩ rất là đẹp đây. Wow. Được đấy. Ui, các bàn ăn chưa dọn hết các bạn này. Wow. Đây, chúng ta sẽ sang bên này nhìn. Ôi, rất là tiếc không thể nhìn thấy được dưới phía đường các bạn. Ở đây có một cái mái tôn che rồi. Quá là tiếc luôn. Ở trên này có những cái phòng riêng. Ai thích có thể ra ngồi ăn ở những cái phòng riêng này. Đây, anh em mình sẽ ngồi ở bàn này nhé. Mình xin giới thiệu với các bạn. Đây là anh mặc áo trắng, tính là anh tên là Quân. Anh là người Trung Quốc, ngay bên chỗ cửa khẩu Thiên Bảo, ngay giáp cửa khẩu Thanh Thủy Việt Nam nhé. Anh đang chỉ cho mình biết là tên anh ấy trong cái gì, cái vòng bắt quái thì phải. Mình không biết được. Côn. Côn Minh đấy. Khá. Đọc giống. Côn Minh, Côn là như thế này. Không biết đâu.日字下面一个底字。嗯。对，那个呢？啊，对，这个是坤，昆明的坤。嗯。昆明。啊。昆明。啊，康。拼音一样。乾坤的坤。嗯，对，乾坤的坤。乾坤。那乾坤的越南怎么说？ 翻译不出来，空准。啊，tức là đang giải thích về cái tên của anh ấy là anh Côn. Côn thì là trong từ nào, ví dụ như là Côn Minh hay là Côn Đảo chẳng hạn, thế là anh giải thích là trong chữ là tiền côn là chữ côn ở trong cái cụm từ đấy. Nhưng mà cũng không rõ lắm là tiền côn là ý nghĩa là gì vì dịch cũng không ra. Có vẻ tôn côn như kiểu Lý Tử Long dùng côn. Lý Tử Long. Chén khôn. Chén khôn. Chén khôn. Sa sứ tu. Sa sứ tu hảo lắm. Để dặn đi tôi xong tôi để chỉnh chứa khô là hai con gì tôi chuyện là hai con chửi đi. Phú chào sứ sứ tu. Làm mỗi mấy đầu. À. Ok ạ. Phú chào là hai gì? Chơi đi xem mà. Chơi đi. À. À. Các bạn ơi, nồi lẩu của chúng ta đã ra. Nồi rất là to các bạn ơi. Ở đây thì mình quan sát thì có chắc là bộ nội tạng của bò, cà chua, ít rau thơm. Mùi thơm lắm các bạn ạ. Đây mình sẽ xem ở trong này có những cái gì nhá. Ở đây thì có những cái bộ nội tạng bò đã được luộc sẵn rồi thì mình sẽ cho vào đây này. Rất là tiếc hôm nay khi mà đến quán thì đã hết thịt bò luộc. Mình phải ăn thịt bò sống các bạn ạ. Đây là hình như tim bò sao ấy. Đây chính xác tim bò rồi. Đấy. Có thảo quả này rồi đậu. Mùi lẩu rất là thơm. Đó. Đây có cả trễ bò. Rất là ngon đây, hấp dẫn đây. Quá hấp dẫn. Đây chính là cái chén uống rượu của Trung Quốc, chén rất là to nhá. Đây thì cái chỗ này là để mình pha nước chấm này. Ở đây thì mình không biết tiếng Trung nên là anh Quân với lại bạn Tú đang nói chuyện với nhau, mình như vịt nghe sấm không biết gì cả. Tí nữa chỉ tập trung vào ăn thôi. Đó. À đây. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn, đây là rượu Trung Quốc này. Đây là rượu này, không biết là rượu gì đấy. Ông ơi, tối đây là rượu gì đấy ông? Khủ chảo. Khủ chảo. À. Là
Na Lan Củ Cháo. Củ Cháo. À, Na Lan Củ Cháo. Đúng rồi, đúng rồi. Chính là rượu đấy luôn đấy. À, mình không cần dịch ra đâu. Không, không cần dịch cả. Nói chung cứ gọi là rượu Củ Cháo. À, Na Lan. Ở đây mình có thấy có dòng chữ Na Lan Lưu. À, đây rượu, chai rượu rất là đẹp. Không biết uống có ngon không? Tí nữa mình sẽ thưởng thức các bạn nhé. Về đặt vào đây đã. Và chúng ta đây nồi lẩu đã sôi rồi. Rồi đói lắm rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị thưởng thức nhé các bạn nhé. Được của nó đấy. Lá chao. À đây là ớt đúng không? Cái này bây giờ mình pha nước chấm kiểu gì đâu? Đấy, bây giờ như này là đã cay rồi đấy, bây giờ chỉ cần cho nước này vào thôi. À, cho nước lẩu vào gì? Ờ. Đây mình sẽ thử nhá. Đây cái này cho nước lẩu này vào à? À, đây. Để cho vào đây nào. À, rất là hay nước chấm. Ok. Đây, ông cho. Đây sẽ đảo lên thế nào, mình sẽ thử tí nước chấm này nhé. À trong này ok, nhìn ngon thế. Ôi cay, được, nước chấm ngon đấy các bạn. Cái này là cái gì đây ấy? Đây này, cái này là cái gì đây? Đây là dầu tê. À dầu tê à? À ăn kiểu gì đấy? Nó tê tê là nó ép cái hạt tê ra đấy. Chỉ cho một ít thôi. À, mình sẽ ngửi thêm nhá. Rất là hắc và tê. À, tê. Mùi. Mùi như kiểu mùi cây chích cò ở trên tôi ấy. Gần như kiểu cái quả của nó bé bé đúng không? Quả như hạt tiêu đúng không? À, thế trên tôi gọi quả chích cò đấy. À. Đây các bạn ơi. Wow. Đây chính là nồi thịt bò chúng ta, ngon quá, ngon luôn. Ok, còn cái này là gọi là cái gì đây? Má châu. Đây cũng là một loại dầu cay. À dầu cay. Qua châu. À cái này mới là cái dầu tê này. À dầu tê. À. Cái này sẽ làm xem mà. Anh hướng dẫn viên du lịch chúng ta rót rượu nhé. Bạn Tây là cái gì? Nam Mây. Tôi không biết bạn Tây. Thật vời. Ok. Tôi không biết. Đây mình cũng ăn cay vừa phải thôi các bạn. Nên là không cho thêm bớt nữa. Rượu thơm lắm. Hơn 40 độ. Rượu á? Thang không? 40 độ luôn. 40 độ á? Rượu Trung Quốc nặng nhỉ? 40 độ. Đây, rượu Trung Quốc mình sẽ ngửi xem là thơm nhé. Ngửi phát biết là mùi nó nặng như nào à? 40 độ mà. Đấy. Ừ. Mình sẽ thử một ít nhé. Đây là thịt bò, đúng không? Đó, thịt bò chấm vào đây. Xin mời tất cả mọi người nhé. Ngon, rượu của nó các bạn. Quá ngon. Đây là rượu Trung Quốc. Mùi nặng lắm. Hơn 40 độ nặng hết nhỉ. Em mời anh Quân. Anh Khước Quân à? Em mời anh. Em mời anh. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe tiếng Trung Quốc là như nào ông? Chúc lý thân thể健康. À? Chúc lý thân thể健康. À, dạ. Em mời anh. Chúc sức khỏe. Tôi cũng vậy mà. Thiên khang. Cái này tiếng Trung Quốc gọi là gì đây anh? Cái này. Chán chữ. Chán chữ. Chán chữ. Chán chữ là chán chữ. Chán chữ. Chán chữ. Anh vừa bảo gì đây? Là cái lòng đấy. À cái lòng. Lòng bò. Lòng bò đúng không? À, ăn phát các bạn ạ. Số dầu nội tức là nội.
nội tạng. Nội tạng, nây trang. Nây trang là nội tạng. À, ok. Bây giờ biết là nây trang. Nây trang. Nây trang, nội tạng. Ok. Cái này thế thịt bò thì gọi là gì anh? Cái này này. Liếu dù. Liếu dù. Liếu dù. Liếu dù. À, liếu dù, thịt bò. Ok. Thịt bò thì cũng vào mồm hết. Liếu dù. Này. Ngon. Đây có anh bên Trung Quốc sang mời mâm anh em mình các bạn ạ. Xin mời nhé. À, các bạn ạ, anh em mình bây giờ lần đầu tiên được trải nghiệm đi xe Trung Quốc luôn. Anh A Quân và mọi người mời mình đi hát. Đây, cái hình ảnh không được sắc nét lắm, mọi người thông cảm nhé. Đây, có khả năng là phải quay video đằng trước thì mọi người mới xem được. Đây, bạn nào không biết phòng hát Trung Quốc như nào đây nhá. Mình được mấy anh Trung Quốc mời đi vào phòng hát các bạn ạ. Đây, đây là phòng hát Trung Quốc nhé. Hôm nay rất là vui khi anh Trung Quốc mời đi hát. Lần đầu tiên được đến quán hát Trung Quốc trên tàu. Rất là vui. Mấy nhiều người bảo là mấy người Trung Quốc là như anh ấy. Nên mình cảm thấy người Trung Quốc rất là thân thiện. Khi mà sang đến đây ấy, thì mọi người mời đi ăn này, mời đi hát này. Còn gì bằng nữa đúng không? Nhưng mà mình không hiểu cái gì cả. Nói chung là không biết tiếng nó cũng bất lợi các bạn ạ. Đó, đây toàn tiếng Trung Quốc thôi. Đó, phòng hát bên Trung Quốc cũng rất là đẹp. Như vừa đấy mình đã bảo các bạn rồi. Còn đây bạn này cũng rất là thích về mảng YouTube này. Đấy, bạn này người Trung Quốc. Đó. Đây toàn bia Trung Quốc, bia này là bia đa, mình gọi là bia đa nhé. Có mỗi mình với bạn Tú này là người Việt Nam thôi, còn đâu là mấy anh này là người Trung Quốc hết. Mình như kiểu lạc loài các bạn ạ, không hiểu tiếng gì cả. Chỉ nghe nhạc và cảm nhận thôi, đây là phòng hát Trung Quốc. Bây giờ mình cũng say rồi nhưng mình vẫn muốn cố gắng quay cho các bạn xem đời sống của người dân Trung Quốc như thế nào. Thực sự ra là người dân Trung Quốc rất là nhiệt tình, người ta rất là quý người Việt Nam sang bên này. Về chính quyền thì mình xin bỏ qua các bạn nhé. Đây, bạn Tú này, bạn Tú cảm nhận gì khi mà đi hát Trung Quốc ở phòng hát Trung Quốc, bạn Tú? Vô hạn cao xinh, tôi rất là vui khi gặp lại các bạn Trung Quốc của tôi, là các bạn rất là nhiệt tình. Hảo lắm, hân hảo. Thôi bây giờ anh em mình sẽ đi tìm xe nhỉ? Đi xe để làm chuyến du lịch sang bên sâu vào trong nội địa một chút. Ôi các bạn ơi, đây, anh em vừa nãy định vào cái bến xe bên này thì có một bác tài xế, bác ấy gọi là đi xe này luôn à? Ừ, đi xe này luôn. Thế thì anh em mình đi luôn nhỉ? Được, chả sao cả. Xem hỏi bao nhiêu tiền một người không? Mấy cái lớn tôi chén ăn su su. Sư phụ khoai bao nhiêu không? 15 đồng thì vị chi là 40.000, 50.000 nhỉ? Mình sẽ sang bên ngồi cạnh bác tài xế đấy, để mình có thể ngồi đây và mình hỏi chuyện một chút các bạn ạ. Yeah. Ok, đây là toàn bộ phi hành đoàn của anh em Nắng Cao Nguyên. Hello. Đây là bác tài bên Trung Quốc, rất là may khi mà vừa đến đây phát là gặp bác luôn, thế là được đi nhanh các bạn ạ. Chú hỏi bác là bác đang đi đâu? Đây, anh em đang Manifo chứ nhỉ? Bây giờ là mình sẽ đi vào Manifo. Đúng rồi. Một xã biên giới Trung Quốc với Việt Nam. Đây các bạn ạ, rất là may cho anh em mình thì như vừa nãy bạn Tú bạn hỏi bác Tài thì bác ấy là người chuyên chở hàng hóa từ Malifo sang bên cửa khẩu Thanh Thủy đúng không? Đấy, bây giờ bác ấy về là người không, nên là anh em mình rất là may mắn khi mà được đi ngồi xe rất là thoải mái, không phải ngồi sang bên kia bắt xe khách nữa. Bây giờ từ đây đi sang bên Malifo là đi mất khoảng 30 phút, 40 phút nhỉ? Một tiếng à? 50 cây thì mất một tiếng. Một tiếng, ok. Nhưng mà đường bên Trung Quốc mình nhìn thấy rất là đẹp. Đi đường
cao tốc ấy. Đây, phía bên này là nhà cửa bên trường học và nhà máy này. Bây giờ video trải nghiệm cái cửa khẩu Thanh Thủy của mình đến đây kết thúc rồi. Bây giờ mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trấn Sa Malifo, Trung Quốc. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.